Oh,
Thank you.
nắng tưới bao trùm khắp nơi, trời đất chưa phân biệt, nước và đất liền chưa phép với nhau, sự sống chưa được hình thành, tất cả đều hư vô, trống rỗng, mênh mông và hoang vu. Thần khí Đức Chúa xuất hiện, Ngài bay lượn trên mặt nước và thổi một sinh khí vào các trụ vạn vật, đem lại cho nó một sự sống, một sự nảy nở và phát triển. Như thế, Đức Chúa đã dùng lời quyền năng mà sáng tạo vũ trụ vạn vật. Thiên Chúa thấy mọi sự đều tốt đẹp, và Ngài muốn con người làm bá chủ mọi loài mọi vật tốt đẹp này. Vì thế Ngài phán: Ta hãy làm ra con người giống theo hình ảnh ta. Và Adam chào đời. Thiên Chúa vẫn còn muốn cho các người được hạnh phúc với nhau, và như thế Thiên Chúa cho Adam ngủ say. Và từ cạnh sườn Adam, Ngài đã tạo cho ông một người nữ để làm bạn, với tên gọi thật thân thương, Eva. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều trong bề mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa phán: Đây ta ban cho ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Thế rồi một hôm, khi đi dạo một mình trong vườn địa đàng, Eva, người phụ nữ Chúa cho làm bạn với Adam, nghe như có tiếng ai gọi với giọng điệu chào mời quyến rũ. Eva, anh ơi. Xinh đẹp, nhìn gương mặt thật mỹ miều. Cô có muốn xin tay cho mặt này của mình không? Hay cô muốn ăn cho trời không? Ăn nó đi. Đúng rồi em à, ăn nó đi, cô sẽ làm Đức Chúa Trời. Không, không được đâu. Thiên Chúa cấm chúng tôi ăn trái cây ở giữa vườn này mà. Ngài nói, hễ ngày nào chúng tôi ăn là chúng tôi sẽ phải chết đấy. Ôi, chết á? Chẳng có chết sắp gì đâu em à. Sở dĩ Thiên Chúa cấm cô ăn là vì Ngài không muốn ngươi phải lên như Thiên Chúa. Các người sẽ lên như các vị thần. Người sẽ lên như các vị thần. Ăn đi em à. Nào, người đàn bà ngây thơ và xinh đẹp, chần chờ gì nữa, ăn đi. Ăn đi em à. Ăn đi. Ô, hãy cho chồng con đi em à. Không, em không nhớ rằng Thiên Chúa bảo thế ngày nào chúng ta ăn thì chúng ta sẽ phải xếp nó sao? Sao đâu, anh cứ ăn đi. Thiên Chúa cấm chúng ta ăn vì Ngài sợ hễ ngày nào chúng ta ăn vào là chúng ta sẽ bằng Ngài đấy thôi. Em ăn đi. Adam, Eva, các ngươi đều nghe. Chúng con ở trong vườn thì có đàn bà đã gì không con? Eva, và đầu ác kia, bởi vì vi đã làm điều đó nên vi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Vi phải bò bằng bụng, phải ăn từ đất mọi ngày trong đời vi. Ta sẽ gây mối thù giữa vi và người đàn bà, giữa dòng giống vi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu vi và vi sẽ cắn vào gót chân nó. Thank you.
con chào mẹ. Con mới đi học về. Ừ, chào con. Tobia à, con ngồi xuống đây. Cha mẹ đang có chuyện muốn nói với con đây. Dạ, điều gì vậy cha? Tobia à, con đã lớn rồi. Cha mẹ cũng đã lớn tuổi. Con hãy giữ lòng hiếu thảo với cha mẹ và đừng làm điều gì mất lòng cha mẹ. Và phải luôn luôn vâng phục cha mẹ, nhớ chưa con? Dạ, thưa cha. Con sẽ làm ạ. Tobia, con cũng là con cái của Thiên Chúa. Bản thân con hãy vâng nghe và tuân giữ lời người. Đặc biệt, chính con phải có sự khiêm tốn và sự khiêm tốn và sự khôn ngoan. Bởi vì những điều đó sẽ dẫn dắt con đến thành công, sẽ dẫn dắt con đến nơi Thiên Chúa. Con nhớ không? Dạ, con nhớ ạ. Tobia, chính con luôn luôn phải nhớ một điều, hãy cố gắng tránh xa tội lỗi, nhớ chưa con? Dạ, con nhớ rồi ạ. Tất cả những gì con cha chỉ bảo, con đều sẽ thi hành ạ. Đúng là con trai của ta. Thank you.
dài, chuẩn bị tìm chỗ trọ nào nghỉ chân nhé. Ông chủ quán ơi, hài lòng, xin ông mở cửa cho chúng tôi. Chúng tôi từ xa đến đây. Chẳng đầu tiên ông bà, quán trọ chúng tôi đã chẳng có chỗ nữa rồi. Còn ngoài kia còn ba quán trọ khác, ông bà hãy để xem thử họ sẽ sao. Chúng tôi xin cảm ơn ông. Maria, nhà tôi xuống đây. Có ai ở nhà không? Cái gì đây? Thưa bà, chúng tôi ở nơi xa xôi đến đây. Chúng tôi đã đi suốt cả một ngày. Nhà tôi đã sắp sinh. Xin bà mở cho chúng tôi. Thế ông bà có bao nhiêu đồng? Chúng tôi chỉ còn có 20 đồng thôi ạ. 20 đồng? Chỉ đồng quê cũng dâng đến đâu.
Đi.